Vâng, Mạnh Hùng Audio xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video test dàn ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một bộ dàn là Kenwood H7. Bộ này nó cũng rất là hiếm, rất ít khi về được Việt Nam các bác nhé. Bộ dàn này là dàn chung 4 thớt. Kích thước chiều ngang là 75, chiều cao khoảng 45 và chiều sâu khoảng 32. Bộ dàn này chạy điện 100V. Mặt tất cả dàn và 5 thớt dàn và loa, 4 thớt dàn và loa là màu ghi rất sáng đẹp. Bộ dàn này bao gồm 4 thớt, trên cùng là CD, CD thì 6 ổ đĩa. Tiếp theo là thớt MD. MD thì vẫn hoạt động bình thường. Mà có chức năng giải mã ở trên thớt MD này các bác nhé. Các bác cho đĩa mồi sẽ giải mã được bình thường, tí em sẽ giới thiệu với các bác. Tiếp theo là thớt Equalizer. Equalizer thì dàn đèn 7 màu rất là đẹp. Và dưới cùng đây là thớt âm ly. Âm ly thì đầy đủ các ngõ vào kết nối bằng analog và MD tab. Thì các bác sử dụng giải mã qua MD cũng được, các bác sử dụng được analog cũng được. Đi theo bộ dàn là một đôi loa 3 đường tiếng. Vâng, tem chính hãng của Kenwood, 3 quay, loa LS-H7. Những dòng loa LS này nó rất là cao cấp mà các bác nhé. Gần cao su và màng carbon rất đẹp. Một bát là 18, một chung, một check đôi. Đấy, loa và máy rất là đẹp. Vâng, em sẽ soi mặt sau em giới thiệu với các bác luôn. Thì tất cả các thớt dàn được kết nối với nhau bằng cáp rất là chắc chắn. Trên cùng đây là CD rồi, made in Japan đây. Và thứ thứ hai là thớt MD này. Thì ta có thể giải mã qua thớt MD này. Thớt MD này là đây là em đang cắm cái đường cổng quang từ tivi mạng xuống, các bác cắm thẳng vào cái cổng 2 này nhé, các bác nhớ này, cắm thẳng cổng 2 này. Đấy, tí nữa về mặt trước em sẽ giới thiệu với các bác. Còn anten radio thì các bác chỉ cài một cái dây này là bắt thôi. Còn đây là các cổng vào này, cổng vào tab tab này và cổng vào aux này để các bác cắm các đường máy tính, điện thoại bằng đường analog. Còn ở đây ta có thể là ghép xem và ghép su dao. Đấy, loa thì chỉ đấu hai cầu như này, đỏ đen đỏ đen. Vâng, loa máy và thùng vách loa rất là đẹp. Và được thiết kế bộ chân loa rất là hiện đại và không sợ bị mục mục ẩm. Các thời tiết lồm các bác có thể là để sát dưới đất nhưng không bao giờ bị mục vì nó đã có. Mỗi loa đều có 4 chân rất chắc chắn. Bộ dàn này chất âm nó cực hay các bác nhé, rất là mới. Vâng, để giới thiệu chi tiết với các bác thì em sẽ giới thiệu luôn. Trên này, trên cùng này là CD nhé. CD thì nó rất là nhiều ổ đĩa. Đây là 6 ổ đĩa, thì đây này em đang cho đĩa 1 vào này. Đấy. Và tiếp theo đây là đĩa 2 này. Các bác có thể là cho cả hai đĩa vào cùng một lúc. Đấy, cho ra đĩa 2 này, đây cho đĩa 2 này. Lần lượt như thế các bác cho 6 đĩa. Cứ mỗi khay một đĩa, mỗi khay một đĩa. Đấy, thì người ta sẽ khi dùng khay nào thì ta sẽ bấm khay đấy. Đây là em chạy đĩa 1 thì em ấn đít 1 này. Đít 1 thì tự dưới đâu ơi. Ở dưới đã chuyển về CD đấy. Đấy, khi các bác dùng thì các bác chú ý này, nó sẽ hiện chế độ display demo, thì nó giới thiệu mình các kiểu nháy như thế này, thì các bác sẽ ấn vào cái nút display này. Đấy. Thì nó tắt cái chế độ demo này đi thì âm thanh nó mới đúng chuẩn của nó. Tình ơi,
Vì đây đây em đang chạy đĩa 1. Nếu các bác muốn đang chạy như này, các bác muốn ra đĩa 3 chẳng hạn, với đĩa 2 em cho rồi, thì các bác vẫn cho đĩa 3 vào đây được. Và đĩa vẫn đang hoạt động bình thường, các bác vẫn thả đĩa 3 vào đây. Thì đây đang em đang chạy đĩa 2 rồi. Đĩa 1 rồi. Muốn chạy đĩa 2 thì các bác chỉ việc ấn số 2 thôi. Ấn số 2 thì hệ thống sẽ tự đảo, trong sẽ tự đảo sang 2. Mà không thì nó sẽ hát lần lượt từ 1 đến 6. Đấy, nó sẽ đảo đĩa 2 vào. Đĩa 2 đang chạy. Đây đèn đang nhấp nháy đĩa 2. Xa rồi ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Và như vậy là em đã test xong phần đĩa. Tất cả các đĩa là chạy ok, ra cửa, cơ cửa ra vào ngọt ngào. Vâng, và tiếp theo đến cái thớt MD thì em sẽ test cho nó chạy, nó hát luôn cho các bác. Đây chiếc đĩa MD các bác nhé, các bác cho vào túi, cho theo cái chiều mũi tên này vào, cho theo hướng chiều mũi tên chỉ vào. Đấy, thì vào thì đĩa nó sẽ loát, loát đây đã nhận bài và đã hát đây này. Chạy, đây đang chạy đĩa MD các bác nhé. Ta có thể xoay lách bài, chuyển bài bình thường. Vâng, như vậy là cái đĩa MD hoạt động rất tốt các bác nhé. Đĩa MD là hát vẫn bình thường. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách giải mã qua cái thớt MD này. Thì đây là cái chiếc đĩa của em, là cái đĩa cũng đĩa MD thôi nhưng đĩa trắng. Em đã cho vào này, đỡ mất công ghi lại. Thì các bác cho cái đĩa mồi vào đây. Đấy, TV mạng em đang mở đấy. Các bác chỉ cần cho chiếc đĩa mồi vào đây này, xong là các bác nó sẽ hiện lên bách đít, thì các bác kiến rách thì là vâng, các bác khi nó hiện lên bách đít thì các bác ấn rách này, rách này nhé, thì là nó tiếng TV mạng đã giải mã qua đây, thì trên này nó sẽ hiện là TV đỏ này. Tại bây giờ là đang giải mã qua cái thớt MD này xuống âm ly, và mới đang nghe nhạc số. MD của cái bộ dàn này rất tốt, và cái chức năng giải mã đây em đang chạy giải mã TV mạng xuống, cho nên là chất âm của bộ dàn này nó rất sạch và hay các bác, rất là thuận tiện khi cắm vào từ TV smart xuống ạ. Đấy, các bác cắm từ TV smart xuống thì nó rất là thuận tiện, không phải qua bộ chuyển đổi gì, vào đây nó giải mã được luôn. Con này nó giải mã được luôn, chất âm nó rất là sạch. Và ấn vào cái chữ băng này, băng này thì dưới tự động nó chuyển với radio. Sau khi vượt qua vòng thẩm định sẽ được tuyển chọn đưa vào sử dụng.
Vâng, radio nói rất ấm tiếng các bác nhé. Trường tiểu học, trung học cơ sở, công lập. Như vậy là cái bộ dàn này nó rất là hoàn hảo tất cả các chức năng từ radio này và điểm MD này, CD này. Tất cả các chức năng chạy hoàn hảo và đẹp xuất sắc. Giá bộ dàn này là 5.600.000 đồng, không bao gồm cước phí vận chuyển. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Địa chỉ nhà em tại ngã ba Bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 thì dàn âm thanh rất là nhiều, có Technic 650 các bác nhé. Technic 650 rất đẹp. Và Sony V9900 thì có khai đạt rồi. Và Kenwood 5G. Sansui S700XR vàng óng rất đẹp. Và Victor V7. Dàn chung Kenwood B9 và Kenwood A65. Và tiếp theo bên này là Puller X640. Và đằng sau đây là Panasonic D50. Và bên cạnh đây là Panasonic D70. Còn trên này thì toàn Kenwood A97. Điện 110, điện 220V, có đủ các cục xúc để các bác phối ghép vào những cái bộ dàn Kenwood A97, A85. Các bác cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Địa chỉ nhà em tại ngã ba Bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bác cứ kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn cho các bác tất cả những các bộ dàn nó có mặt trên cửa hàng để các bác tiện trước khi mua được tham khảo kỹ càng hơn. Vâng, hôm nay em test cái bộ dàn chung H7. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em đã thông báo. Và tất cả những bộ dàn nó có mặt tại cửa hàng vào ngày hôm nay em đã thông báo cho các bác mã số. Còn các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại đó, em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.